Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Việt Sử Toàn Thư. Quý vị thân mến, vào thế kỷ 17 tại Trung Quốc, sự sụp đổ của nhà Nam Minh dẫn đến làn sóng người Hoa trung thành với nhà Minh và không thuần phục nhà Thanh bỏ quê hương, di dân sang vùng Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, bằng con đường biển nên họ được dân miền Nam Việt Nam bản địa gọi là người Tàu. Mới đây, trong một nghiên cứu về cộng đồng người Hoa ở Việt Nam, các nhà khoa học đã bất ngờ phát hiện những bí mật gây sốc về tập tục cũng như thói quen sinh hoạt của nhóm người Trung Quốc này. Họ sống bằng nhiều ngành nghề khác nhau. Tuy nhiên, không ai có thể ngờ rằng người Tàu sinh sống tại Việt Nam lại phải đối mặt với những thăng trầm và biến cố lớn xảy ra. Vậy rốt cuộc sống của người Trung Quốc ở Việt Nam diễn ra như thế nào? Có những góc khuất nào về nhóm người này mà chưa được tiết lộ? Hãy cùng chúng tôi đi tìm hiểu ngay sau đây. Theo kết quả điều tra dân số vào năm 2019, người Hoa có dân số 749.466 người, đứng thứ 9 theo xếp hạng dân số các dân tộc Việt Nam. Từ năm 2000 đến nay, dân số dân tộc Hoa có xu hướng giảm. Khu vực sinh sống chủ yếu tập trung tại phía Nam như thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Tiền Giang. Một số ít hơn thì phân bố ở Quảng Ninh, Bắc Giang, các tỉnh biên giới phía Bắc. Cho đến nay, người Hoa tại Việt Nam có trên 1 triệu người, gần một nửa trong số đó sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh, chiếm 6,7% dân số của thành phố. Không giống như cộng đồng người khác sinh sống ở Việt Nam, ít ai biết người Hoa lại có những điểm rất khác biệt. Mới đây, các nhà nghiên cứu cũng đã bất ngờ phát hiện ra nhiều bí mật chấn động về thói quen sinh hoạt của nhóm người này. Điều kỳ lạ là người Trung Quốc rất giàu có, nhưng tại khu mà họ sinh sống lại là những ngôi nhà rất cũ kỹ, thậm chí xuống cấp nghiêm trọng, không được chăm chút như người Việt mình. Vậy cuộc sống sinh hoạt của người Trung Quốc ở Việt Nam có gì khác biệt so với người Việt? Vì sao người Hoa ở Việt Nam rất giàu nhưng lại ở nhà cũ tồi tàn? Còn những góc khuất nào về cộng đồng người Trung Quốc tại Việt Nam mà chúng ta chưa biết? Hãy cùng đi tìm hiểu ngay sau đây. Hoa Kiều là những người sinh sống ở bên ngoài Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Trung Quốc Đại Lục và Trung Hoa Dân Quốc Đài Loan, nhưng có nguồn gốc sắc tộc là người Trung Quốc, người Hán. Có khoảng 40 triệu Hoa Kiều, hầu hết sống tại vùng Đông Nam Á, là thành phần sắc dân đa số ở Singapore, là thiểu số quan trọng ở Indonesia, Philippines, Thái Lan, Việt Nam và Malaysia. Đáng chú ý, người Hoa sinh sống ở Việt Nam phần lớn đến từ hai tỉnh Quảng Đông và Phúc Kiến của Trung Quốc. Ngoài ra, còn một bộ phận ở dọc biên giới dịch chuyển xuống phía Nam và định cư ở các miền núi phía Bắc. Bởi vậy, địa bàn sinh sống của người Hoa tương đối rộng, từ Cao Bằng, Lạng Sơn, Lào Cai, Quảng Ninh, Quảng Nam, Bình Thuận, thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh Nam Bộ. Theo sử sách ghi lại, người Hoa có mặt tại Việt Nam sinh sống như một cộng đồng cư dân vào giữa thế kỷ 17. Những người có nguồn gốc từ Trung Quốc, gọi chung là người Trung Quốc, đã qua lại làm ăn, sinh sống với người Việt đã từ lâu đời. Tùy theo từng thời kỳ lịch sử, hoàn cảnh tiếp xúc hoặc nguyên nhân di cư mà người Trung Quốc đã tự xưng về tên dân tộc của mình khác nhau. Người Trung Quốc thường tự gọi mình là dân của các triều đại mà họ cho rằng văn minh, tự hào hoặc cho rằng nó phổ biến và được người bản xứ biết rõ hoặc đã biết từ lâu như người Đường, người Thanh, người Bắc Quốc. Người Hoa còn tự gọi họ theo quê quán, người Quảng Đông, Quảng Đông, người Tiều, Triều Châu, người Khách Gia, người Hải Nam, Hải Nam, người Phúc Kiến, Phúc Kiến. Người Việt còn có lệ gọi người Hoa là người Ngô. Lệ này bắt nguồn từ lịch sử thời Xuân Thu có nước Ngô và nước Việt. Điển hình là bản Bình Ngô Đại Cáo của Nguyễn Trãi vào thế kỷ 15 sau khi Bình Định Vương Lê Lợi đuổi được giặc nhà mình. Người Trung Quốc bắt đầu di cư vào Việt Nam kể từ thế kỷ thứ 3 trước Công Nguyên, từ đầu thời kỳ Bắc thuộc. Trong hai thiên niên kỷ kể từ đó, nhiều làn sóng người Trung Quốc, gồm lính, quan, dân, tội phạm đã đến định cư tại Việt Nam. Nhiều thế hệ người Trung Quốc định cư tại Việt Nam đã có quan hệ hợp hôn với người Việt bản xứ và con cháu họ dần đồng hóa với sắc dân Việt bản xứ. Vào thế kỷ thứ 17 tại Trung Quốc, sự sụp đổ của nhà Nam Minh dẫn đến làn sóng người Hoa trung thành với nhà Minh và không thần phục nhà Thanh, bỏ quê hương di dân sang vùng Đông Nam Á. Trong đó có Việt Nam bằng con đường vượt biên bằng tàu thủy, nên họ được dân miền Nam Việt Nam bản địa gọi là người Tàu. Đến thế kỷ 19, người Pháp tạo điều kiện cho người Hoa vào định cư ở Sài Gòn, Chợ Lớn. Thời kỳ này, người Hoa sang Việt Nam theo các đợt tuyển mộ phu đồn điền của người Pháp. Khoảng thời gian từ năm 1939 đến năm 1945, có một số lượng người Hoa từ Quảng Đông chạy sang Việt Nam lánh nạn khi đế quốc Nhật Bản xâm chiếm Trung Hoa.
Năm 1949, lại thêm một số người Hoa chạy sang Việt Nam khi quốc dân đảng thua ở lục địa. Ngoài ra, rất nhiều đợt di cư nhỏ lẻ diễn ra trong suốt 2.000 năm do những biến cố bên trong Trung Quốc. Người Hoa di cư sang để tránh chiến tranh, thanh trừng của triều đình mới hoặc phản loạn, tù binh bỏ trốn triều đình. Tù binh bị bắt được sau những lần chiến tranh xâm lược các triều đình Việt Nam. Họ không hồi hương mà ở lại Việt Nam, lấy vợ Việt Nam và dần bị đồng hóa. Ngoài ra, một phần thương nhân người Hoa đến kinh doanh buôn bán cũng định cư lại, tạo nên những cộng đồng người Hoa đông đảo. Tại Việt Nam có 4 trung tâm thương mại nổi tiếng mà ở đó, người Hoa đã đóng vai trò trung tâm trong hoạt động thương mại. Đó là đô thị thương mại Vân Đồn thế kỷ thứ 15, đô thị Phố Hiến thế kỷ thứ 16, đô thị Hội An thế kỷ 17 và Sài Gòn Chợ Lớn thế kỷ 18-19. Trong đó, các đô thị Vân Đồn, Phố Hiến, Hội An, vai trò người Hoa chỉ nổi lên trong một thời gian rồi suy yếu cùng với sự suy tàn của các đô thị này. Nhưng ở Sài Gòn, Chợ Lớn, vai trò hoạt động thương mại của người Hoa vẫn trường tồn theo năm tháng và ngày càng phát triển từ đô thị thương mại trong thế kỷ thứ 18 đến nay để trở thành một thành phố thương mại sầm uất nhất. Có một nhân vật nổi lên vào giai đoạn 1655-1730, đó là Mạc Cửu, một thương gia người Hoa có công khai phá, hình thành vùng đất Hà Tiên, Kiên Giang vào khoảng đầu thế kỷ thứ 18 ở Việt Nam. Một người góp công không nhỏ trong việc khai phá vùng đất hoang vu trở thành lãnh thổ của Việt Nam sau này. Ông cũng thúc đẩy một phần lớn người Hoa di cư sang và định cư tại đây. Song ít ai biết rằng người Hoa rất giỏi trong làm ăn buôn bán. Tuy nhiên tính cộng đồng của họ rất cao và một trong số đó sẵn sàng làm tay trong các cuộc xâm lược của triều đình phương Bắc đối với Đại Việt. Chính vì vậy, các vua chúa và người dân Việt Nam luôn có cái nhìn cẩn trọng, dè chừng với người Hoa trong những giai đoạn quan hệ xấu nhất giữa hai triều đình Trung Quốc và Việt Nam. Không thiếu những vụ thảm sát người Hoa đẫm máu xảy ra. Tiêu biểu nhất là vụ 10.000 người Hoa vùng Củ Lao Phố bị quân đội Tây Sơn tàn sát vào thế kỷ thứ 18. Giai đoạn trước năm 1945, chính quyền thuộc địa Pháp giành độc quyền buôn bán 3 mặt hàng quan trọng nhất là gạo, muối và rượu. Đặc biệt là thuốc viện được Pháp công khai buôn bán, khuyến khích người Việt sử dụng chứ không bị cấm như ở chính quốc. Lợi nhuận từ thuốc viện đã đóng góp tới 25% vào ngân sách của Pháp Đông Dương. Tổng ngân sách năm 1905 là 32 triệu đồng Đông Dương. Trong số này, nguồn thu từ độc quyền bán thuốc viện là 8,1 triệu. Tính đến năm 1900 thì lợi nhuận Pháp thu được từ thuốc viện đạt hơn phân nửa số tiền thu nhập của toàn Liên bang Đông Dương. Việc phân phối bán lẻ thuốc viện được Pháp dành cho tư nhân, đa số là người Hoa. Người Hoa thu được những món lợi lớn từ việc buôn thuốc viện cho Pháp trong thời kỳ này, từ đó tạo nguồn lực cho việc họ khống chế kinh tế miền Nam cho tới thập niên 1980. Bước sang giai đoạn năm 1945 đến 1950, từ trước năm 1949, người Hoa ở Việt Nam vẫn giữ quốc tịch Trung Quốc. Chính phủ Trung Hoa Dân Quốc tuyên bố rằng tất cả người Hoa ở nước ngoài đều là công dân Trung Quốc, rằng Trung Quốc có quyền ngoài lãnh thổ, quyền can thiệp vào các quốc gia khác để bảo vệ công dân của mình. Đến thập kỷ 1950, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa mới chính thức thu hồi lời tuyên bố trên. Đến giai đoạn 1950 đến 1975, tại miền Bắc, hai chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa thống nhất rằng người Hoa ở Việt Nam do chính quyền Việt Nam quản lý và được hưởng đầy đủ quyền lợi của công dân Việt Nam. Quá trình bỏ dần quốc tịch Trung Quốc để thành công dân chính thức của Việt Nam sẽ kéo dài nhiều năm. Trong thời gian chiến tranh Việt Nam, người Hoa ở miền Bắc được hưởng tất cả các quyền của công dân Việt Nam, kể cả quyền bầu cử, nhưng lại không phải chịu nghĩa vụ quân sự. Thập kỷ 1960, do ảnh hưởng của cách mạng văn hóa ở Trung Quốc, khi một số người Hoa bắt đầu các hoạt động hồng vệ binh của mình và tố cáo Việt Nam theo chủ nghĩa xét lại, áp lực của chính quyền tăng lên đối với việc chuyển đổi quốc tịch của người Hoa sang quốc tịch Việt Nam. Năm 1970, để giảm khả năng thao túng tiềm tàng của Trung Quốc đối với người Hoa, chính phủ bắt đầu giảm các bài học lịch sử và ngôn ngữ tại các trường học của người Hoa. Từ vài năm trước đó, các biểu hiện bằng tiếng Trung bắt đầu biến mất tại các thành phố Hà Nội và Hải Phòng. Cũng trong giai đoạn này tại miền Nam, từ đầu thế kỷ 20, Thiên Địa Hội đã phát triển khá mạnh ở thành thị và thôn quê 6 tỉnh Nam Kỳ, nơi tiếp nhận rất nhiều Hoa Kiều sang làm ăn mua bán, mặt hàng nông sản, lúa gạo. Xu thế này vẫn tiếp diễn trong suốt thời kỳ Pháp thuộc và chế độ cũ trước năm 1975.
các hoạt động ngầm của giới tội phạm gốc Hoa tại Việt Nam có liên hệ chặt chẽ với Hội Tam Hoàng tại Hồng Kông, Đài Loan. Những hoạt động bất hợp pháp như tổ chức cờ bạc, mại dâm, bảo kê, cho thuê nặng lãi, buôn bán thuốc phiện diễn ra bán công khai và được chính quyền thời bấy giờ nhắm mắt cho qua vì những khoản tiền khổng lồ mà các tổ chức này nộp về chính quyền qua những thỏa thuận ngầm. Khu chợ lớn từng là địa bàn cát cứ hoạt động rất mạnh của giới xã hội đen gốc Hoa và là một điểm nóng trong các địa bàn hoạt động mạnh của Hội Tam Hoàng Trung Hoa tại Đông Nam Á được sự bảo trợ của bảy phiến. Họ thậm chí còn mua chuộc được một số tướng lĩnh, quận trưởng, tỉnh trưởng của chế độ cũ để có thể giành được những hợp đồng đầu tư. Thực tế, Hội Tam Hoàng Trung Hoa đã bén rễ rất sâu và phức tạp vào xã hội và kinh tế miền Nam trước năm 1975. Thời gian này, chế độ Sài Gòn đã đi vào vết xe đổ của những nước Đông Nam Á. Khác với người Hoa ở miền Bắc, người Hoa ở miền Nam đã tụ lại, tạo thành một khối đoàn kết, một xã hội thu nhỏ, dần dần lớn mạnh và kiểm soát hầu hết các hoạt động kinh tế, văn hóa. Họ dùng tiền mua chuộc quan chức, tự động can thiệp và giải quyết mọi vấn đề không qua chính quyền sở tại. Họ lớn mạnh vượt quá sự kiểm soát của chính quyền, dẫn đến thâu tóm hoàn toàn kinh tế miền Nam trước năm 1975. Người ta nói người Hoa chợ lớn giàu nứt vách là chuyện có thật, nhưng điều kỳ lạ là tại khu người Hoa ở Việt Nam là nhà cửa của họ lại rất cũ kỹ, không được chăm chút như người Việt mình. Vậy vì sao người Hoa ở Việt Nam rất giàu nhưng lại ở nhà cũ tồi tàn? Người Trung Quốc bắt đầu di cư vào Việt Nam kể từ thế kỷ thứ 3 trước công nguyên, thế kỷ 19. Sau đó, người Pháp tạo điều kiện cho người Hoa vào định cư ở Sài Gòn chợ lớn. Thời kỳ này, người Hoa sang Việt Nam từ các đợt tuyển mộ phu đồn điền của người Pháp, rồi họ sang với hai bàn tay trắng và làm nên sự nghiệp, nên họ rất quý những đồng tiền họ làm ra, họ tiết kiệm lắm. Không giống như người Việt mình thích hô hào phóng đại thêm tên tuổi để có gì vay mượn, xoay chuyển càn khôn, mà người Hoa chợ lớn, không giàu, họ sẽ từ từ lặng im làm giàu. Người Hoa đã giàu, họ cũng im lặng để duy trì tài sản của họ mà thôi. Người Trung Quốc xưa rất coi trọng việc chọn đất làm nhà, cất mộ. Họ cho rằng gia chủ có ăn nên làm ra hay không, phần lớn đều liên quan đến việc chọn nhà, cất mộ, có chọn được đất lành, hướng tốt hay không. Người Hoa rất kỹ về phong thủy nên đã làm ăn được ở đâu thì không thay đổi. Quán xá dù nhỏ, nếu làm ăn phát đạt vẫn chỉ làm thêm cơ sở mới, không xây lên. Họ nghĩ rằng chính nơi họ bắt đầu ấy phong thủy tốt giúp họ làm ăn khấm khá, cho nên họ sẽ tiếp tục duy trì như trước. Họ sợ sai một ly sẽ đi một dặm, sợ mất tất cả những gì đang có, nên thà họ sống ở chỗ cũ mà vẫn duy trì được cuộc sống như trước thì vẫn hay hơn. Đặc biệt, người Hoa Kiều sống kiểu hệ sinh thái. Họ hỗ trợ, tương trợ nhau mà sống, cho nên không cần phải lo lắng gì cả. Người làm ăn tốt thì giúp đỡ người nghèo, người lớn giúp đỡ người trẻ. Đối với họ thì chất lượng và uy tín quan trọng nhất. Họ không tham của rẻ, không sống kiểu ăn nhịn ăn bớt. Rất quan tâm đến đời sống con cháu, nên bản thân ai nấy đều tự nhắc nhở mình phải tuân thủ quy tắc làm điều gian ấy. Cuối cùng, họ chăm cái ăn hơn cái ở, vì cái ăn ảnh hưởng tới đời sống và sức khỏe của họ nhiều hơn. Tiền dồn vào ăn uống chứ không đầu tư vào nhà là vậy. Một trong những triết lý của họ là cần kiệm. Họ không có thói quen xài tiền như nhiều người dân khác ở Sài Gòn. Kiếm ít thì xài ít, kiếm nhiều thì cũng dùng tiền giúp đỡ người trong cùng bang. Họ luôn sẵn sàng hỗ trợ việc làm, giúp người khác tự mưu sinh. Đối với họ, giúp là phải giúp cho giàu, không phải chỉ để có ăn cho qua ngày tháng. Và nhờ vậy, không có bất mà không bao giờ thấy kẻ ăn mày trong cộng đồng của họ. Đa phần người gốc Hoa thế hệ sau này ở Việt Nam đã có thể giao tiếp và sử dụng tiếng Việt một cách khá hoàn chỉnh và trôi chảy. Thậm chí, một bộ phận thế hệ người Hoa mới hoàn toàn không biết tiếng Hoa. Một phần nguyên nhân có thể thấy qua sự cố gắng của chính quyền trong việc quảng bá và cập nhật ngôn ngữ tiếng Việt đối với cộng đồng người gốc Hoa. Một điều đáng mừng là phần lớn người Hoa hiện nay đã coi mình là một dân tộc trong 54 dân tộc anh em. Nhiều người đã có những hoạt động đóng góp đáng kể vào sự phát triển chung của đất nước. Theo sử sách ghi lại, người Hoa có mặt tại Việt Nam sinh sống như một cộng đồng cư dân vào giữa thế kỷ 17. Phía Bắc, người Hoa có mặt nhiều nhất tại các tỉnh sát biên giới Việt Trung, lập nên những phố thị sầm uất như Đông Khê, Thất Khê, thị xã Lạng Sơn. Tại Hà Nội, tập trung ở khu phố cổ Lan Ông, xa xưa gọi là khu Phúc Kiến. Tại miền Trung, người Hoa tập trung ở phố cổ Hội An. Tại miền Đông Nam Bộ, người Hoa sinh sống nhiều ở Đồng Nai. Tại miền Tây, ở Sóc Trăng, Kiên Giang, Cà Mau, nhưng tập trung phần lớn cộng đồng người Hoa là thành phố Hồ Chí Minh tại chợ lớn.